Mimi kiểu cầm là Mimi. Các chị đang tạo dáng hay vào đấy chị, và quay đang quay, đang quay rất đẹp. Đấy, chị này sinh nhật hội nhá. Đấy, sinh nhật hội luôn này. Đấy. Đây các chị aerobic bắt đầu ra tạo dáng trước nhá. Đấy, chụp ảnh chụp eo xong rồi tí bắt đầu nhảy nhót nhá. Hơi vẻ đẹp luôn. Hôm nay công viên một màu áo đỏ hết luôn này. Màu áo đỏ này. Đẹp không? 2 3. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, đỉnh. Đâu rồi, đội ngũ hỗ trợ đâu rồi? Đội ngũ hỗ trợ đâu? Xem này, đúng vị trí rồi, đúng vị trí. Quá là đẹp. Đúng vị trí rồi. Trời này rất nguy hiểm nha, bắn cung để vào mắt các con này. Này, 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 lên nào, lên đi, chú trông cho yên tâm. Bay thoải mái chú trông cho. Máy bay thoải mái chú trông cho. Không phải lo. Duy Ba Duy đuổi bọn kia đuổi ra nhá. Ôi. Quá đẹp. Nay là buổi chiều chủ nhật rất đẹp rồi nhá. Đu mạnh vào tí rồi vào ăn thịt chó. Mấy bé con đuổi ra nhá. Wow. Quá đẹp. Ê, bé con đuổi ra. Không sao, cứ đu đây. Đuổi ra bé con. Bé cứ đuổi ra, bé đuổi ra. Ui, dính xích nha. Quá ghê gớm. Ê, xích thủ nhí. Đấy. Ơi, hôm nay đội xích đu vòng đây. Hôm nay rất vui nhé. Hôm nay gọi là xích đu vòng vui vẻ luôn đây. Thịt chó. Chú cháu anh em rất là đông. Đây là Hương Giang Idol nhé. Đấy, úi dồi. Rất đông nhá, đẹp nhiều view nhá. Đây là rất đông đủ anh em chú cháu nhá. Vợ em tập bên này đấy, anh Song Hùng chú Toàn này. Đấy, hôm nay có cả các chị aerobic nữa nhá. Đấy, em sẽ quay một lượt luôn nhá, quay một lượt luôn nhá, làm kỷ niệm nhá. Đấy, các chị rất xinh, nhảy rất đẹp, vừa nhảy rất đẹp luôn. Tiếc cái là vừa rồi máy của em lại phải bật nhạc, thành ra không quay được. Bây giờ quay lại. Đấy, wow, tuyệt vời. 2 3 vô nào, vô nào, lên nào tất cả, lên nào tất cả, lên công nào, vô, vui quá vui quá. À, em mừng rồi nhá. Ừ, đi bây giờ anh em vào. Không ăn giả dích đến tối mà ai ra thì ra đấy. Chào kiếm tiền nhá. Trước tiên thì chào trước tiên nào bây giờ chào bóng mộng trước này, chào toàn thể anh chị em ở đây. Tức là mình thì thật sự hôm nay các cụ nói câu là tứ hải giao duyên, hôm nay thì cô mới gặp gặp mọi người gọi là tình cảm tứ hải giao duyên. Hôm nay coi như mình giao duyên với nhau tất cả là nhờ cháu hai bên cạnh mời các bạn, mời các chị, các anh, các em. Hôm nay là câu là một chức tư vọng của chúng tôi. Vì thực sự ra là mời mọi người vào để có vui vẻ, 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 vui v
anh em và mọi người các cháu tổ chức liên hoan này là người như này đây là rất vui vẻ mà làm sao để cho mọi người vui vẻ trẻ đẹp là được. Thế hôm nay liên hoan ở đây chúng ta là mỗi đúng như là tôi tất cả là các cháu nhưng mà tôi không biết tất cả tên của mọi người đây cả chỉ biết mấy người mà là đến buổi chúng ta mới đúng đây cả. Ở đây là đoàn anh em chúng cháu chúng tôi là tập trong là về vui vẻ. Thì hôm nay liên hoan đây để mình giao lưu với nhau xong là lúc nào có dịp thì mình làm tổ chức liên hoan để cho nó đấy là tôi có ý kiến đấy còn vần vần tu chi là tí cho cháu Giang đang có ý kiến lên để cho biên phương là sao mới về muốn nhà muốn là không cần tham gia nó phải không ai coi như là ví dụ như là tham gia là làm sao thật sự không làm công việc với nhau cơ bởi bởi chúng ta nó không được nhận không được được ở đảo đâu được ở đảo chúng ta nhau là tôi ghét lắm. Bất kể ngoài vấn đề gì là tôi phản đối. Thế hỏi các em các cháu có mỗi mình bác ra chắc là ngồi đây có mỗi mình bác là hơn tuổi ông Mậu là tôi chắc là ngồi đây đây hơn tuổi đại ca đại ca đại ca đại ca đi từ đầu nhé chỉ biết là dần 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 rồi tiếp nói tiếp đủ để mình sát vào thì tôi lên là tôi xin lỗi chị bởi vì tôi đã nói tôi không biết gì về chúng ta bây giờ đi đấy mình quay thì lại có tất cả mặt mọi người vậy không có mặt mình. Thế là tôi có ý kiến vài lời thế để cho kể cả nam cả nữ cho nó vui vẻ vẻ khỏe và được rồi nhá. Xin cảm ơn mọi người. Cảm ơn hai vợ chồng cháu đã nhận được một số các người quen cả quan tiếp này rồi là anh em mình vui vẻ thôi. Bây giờ người như này mọi người. Có ai có ý kiến gì không? Ai phát biểu ý kiến ngay nhỉ? Có thêm ai phát biểu ý kiến gì không? Anh Hùng phát biểu ý kiến ngay đi. Đầu tiên là xin trân trọng cảm ơn vợ chồng Trần Hoàng Giang đã tạo điều kiện để cho tất cả tập thể chúng ta có một buổi giao lưu thân mật ngày hôm nay và hy vọng rằng là trong chính phủ đã chuẩn bị chúc sức khỏe nào bác trụng đậu uống nhiệt tình nhé và xin thay mặt cho đội ngũ nghe đâu càng không ôi được lại xin đấy đẹp quá chuẩn bị à vậy Dô đi. Tương Giang dô đi. Tương Giang ai đồ dô đi. Hôm nay không cần ăn. Anh Trung cứ tiếp các chị thoải mái nhá. Uống vô tư đi, không sợ hết bia. Quang nó cầm đống đồ nó vào đây đâu rồi. Đấy à. Và quý chị thân mến, xin mời tất cả quý anh chị hãy cùng tạm dừng mọi hoạt động và dành chọn sự chú ý của mình về phía trong đấu nào ấy, tôi là chờ mang rượu ra uống gần xong rồi mới mang rượu này chết. Hả? Ra kia ra kia. Anh nhận thấy quay cho cô mừng thế này. Lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành, lời chào, chúc chào. Ok đó, ăn cho ăn đi.